con gái của ba. Mọi người làm gì vậy? À, đang bốc thăm dành phòng của cậu Phong để bỏ đồ thôi. Một, hai, ê, ba. Ông chú. Hả? Sếp chốt rồi. Bánh bao số 2, đồ chơi của con. Sao nhiều bằng sách tham khảo của gì chứ? Ê, không phải sếp chót là chú vui rồi. Số 3. Số 1. Xin má đi, má không cho đâu. Đem đồ vào trong phòng đi. À, tay của con bị đau quá, chắc là tối qua ôn bài thức khuya quá. Vậy hả? Còn bên này. À, dạ, ông chú. À, để con làm chứ. Tiền ăn giặt má cho cậu ấy nha. À, nhưng mà buông ra. Chú Lăng Lăng, anh muốn gì hả? Chú Lăng Lăng. Chết con chưa? Bên này sao? Đâu? Bên này còn ông đau bài không? Liên quan gì tới đau tay ha? Má cậu cũng đâu có sống ở đây đâu. Sao phải chiếm phòng của cậu Phong để đồ làm gì? Ba từ thôi. Sợ thiệt thôi. Chính xác là 5 từ. Không sống chiếm dụng chỗ. Rốt cuộc là ai hả? Chuyện gì vậy Thượng Thiện? Chuyện gì vậy? Ai lén lút bỏ thùng đồ này vào trước đây? Mau thú nhận đi. Không phải là em. Đúng rồi. Liên quan gì chúng ta? Không nhận chứ gì. Mà gì vậy? Mở ra là của ai thì tụi đem bỏ hết nha. Ờ đúng đó. Dương Nana, cô ca sĩ nổi tiếng cô Na nữa. Người thường hay lên tạp chí hả? Ồ. Điểm thu hút của cô chính là đôi chân dài 1m1. Cô còn là nữ thần của đàn ông nữa đó. Vừa giờ tấm thẻ hội viên hội người hâm mộ số 001 này bí mật đã được sáng tỏ. Chú. Chú là giúp anh gia mà. Toàn đi chụp hình tạp chí rồi hình bìa đĩa CD cho mấy cô người mẫu trẻ. Rõ ràng đây là đồ cá nhân của chú rồi. Ừ. Nè, giờ chút đã. Chú không hề chụp hình tạp chí cho cô Nana này lần nào cả. Chú đối với David là thật tâm một lòng một dạ. Thế giới của chú đã không thể có thêm người phụ nữ nào khác rồi. Mấy thứ này chắc chắn là không phải của chú. Dựa vào ánh mắt của chú khi nhìn vào cuốn tạp chí này một cách khá tò mò, con tin chú. Ủa mà đồ của anh sao lại để ở đây vậy? Tôi hả? Khùng quá đi, tôi đâu có sống ở đây đâu. Tôi cũng đâu có sống ở đây đâu. Em với chị ba chắc chắn không phải rồi. Vậy thì kẻ tình nghi số 1 chỉ còn một người thôi. Là ông. Nè, sao con thích con gái lớn hơn con được kia chứ? Càng la lớn thì càng đáng nghi. Còn nữa mọi người nhìn nè. Thẻ hội viên này được làm vào năm 2007 đó. Lúc đó con còn đang học ở nước ngoài mà. Thì con có thể nhờ bạn gửi cho con tờ phiếu đăng ký. Con điền xong thì gửi về lại. Vậy thì có thể nhập hội rồi. 10 năm trước Thành An mới chỉ là thằng nhóc 12 tuổi. Wow, chút tuổi đầu đã mê Nana rồi. Còn ghê gớm lắm nha. Nè, ánh mắt đó của gì? Nè, má nói nè, thật ra tuổi dậy thì tò mò với cơ thể của người khác giới là vô cùng bình thường thôi. Nhưng mà con phải chọn tâm hồn chứ. Ngoài trừ thân hình ra thì người ta sẽ cảm thấy, sẽ nói con thích bề ngoài đó. Đủ rồi má à. Mọi người đừng nói xiên nói xéo để nói là con dê nữa. Ngoại trừ, không, con rất coi trọng hòa quyện tâm hồn và thích người có tâm hồn đẹp đó. Chú Lăng Lăng, anh nói một câu công bằng đi. Nè, anh kêu tôi nói đó nha. Mới tuần trước thôi, Thành An có nói muốn mua tạp chí mới nhất của Nana đó. Sao nè, dù bây giờ chúng ta không ở tòa, nhưng chứng cứ bên ngoài đều cho thấy tính hợp lý. Các vị bồi thẩm đoàn, mọi người nghĩ thế nào đây? Bồi thẩm đoàn nhất trí nhận định bị cáo Kim Thành An là có tội. Là có tội. Oan ức quá. Tuyết rơi thấy sao? Chuyện gì mà tuyết rơi tắt sao mà Mỹ như vậy? Anh về đúng lúc lắm. Ông về đúng lúc lắm. Mọi người dù không nói con để đồ vào trước chiếm dụng chỗ của cậu Phong đó. Ê, mọi người hiểu lầm rồi. Mấy thứ này không phải là của Thành An đâu. Ba đừng có bên nó mà. Mấy chuyện này ba đâu cần phải nhận thấy nó. Mấy thứ này là của ba. Trả hết đây. Trả hết đây. Không phải chứ. Đúng rồi. Sao tự tin lục đồ của ba vậy? Làm bể thì sao? Thiệt tình à. Wow. Của anh thiệt hả? Ông ngoại cũng thích của Nana nữa vậy. À, thật ra Nana đáng tuổi con cháu của ba con đó. À, chắc là ba con tưởng hình trên tạp chí của Nana là do chú chụp nên ủng hộ chú thôi. Tất nhiên là không rồi. Chắc chắn mấy cuốn tạp chí đó ba cứ tưởng là hình chụp các điểm du lịch nên mua về để tham khảo thôi mà. Hay là ba tính đốt những thứ đó cho cậu Phong, bởi vì cậu Phong mới chính là người hâm mộ Nana. Mọi người thôi đi. Khi nãy con nói đó không phải của con, mọi người cứ nhất mực nói là của con, nói con dê sờm. Bây giờ ông ngoại nhận rồi, sao mọi người lại nghĩ luôn là ngụy biện cho ông là sao vậy? Lấy chú Căng so với cậu thì chú chính trực hơn nhiều. Mọi người nghĩ anh như vậy, anh có nghĩ đó là do vấn đề của anh không? Đi nữa sao? Bộ anh đi thì tôi không được đi sao? Tôi sắp đi ra quận rồi đó. Thiệt là hậu đậu quá. Chú Căng. Hả? Có hai tờ đơn bị trùng rồi. Là tôi viết không rõ ràng thôi. Tờ này 201 thùng này, còn đây là 207 thùng kia đó.
Có cướp kìa, có cướp kìa. Bà đủ theo giùm tôi. Bắt con lại đi. Chú Căng kêu con nhỏ đó vô phòng gần cả tiếng rồi làm gì vậy hả? Đúng rồi đó, theo ý tôi cứ báo cảnh sát, vậy là xong chuyện rồi. Chắc là chú Căng không muốn làm lớn chuyện, dạy dỗ cổ rồi cho qua. Chờ chút đi, chắc cũng sắp ra rồi. Ông được lắm, lần này coi như tôi chịu lỗ. Coi như cô mua bài học đi, lần sau đừng có như vậy nữa. Chú Căng à, ăn cơm thôi. Mọi người đi ăn đi, tôi không có đói. Vậy con mua về cho chú nha. Ok ok, tôi làm cho xong việc luôn. Được, đi thôi. Ê, sao vậy? Lúc nãy hai người thấy không? Con bé đó bước từ phòng chú Căng ra, vừa đi ra vừa mặc áo. Còn nói với chú Căng, lần này coi như tôi chịu lỗ. Vậy rõ ràng là lúc cổ ở trong phòng là không có mặc áo đó. Hèn gì chú Căng không thấy đói, thì ra là khi nãy đã ăn no rồi. Hai người có thể bớt suy nghĩ dơ bẩn lại được không? Gần đây thời tiết nóng, cởi áo cũng là hợp lý thôi mà. Với lại chú Căng sáng nay ăn tới hai gói xôi gà lận, không thấy đói cũng là chuyện bình thường thôi. Không phải chúng tôi suy nghĩ dơ bẩn đâu, chúng tôi chỉ là phân tích hợp lý thôi. Anh nghĩ coi, một người đàn ông ở cùng một người phụ nữ, đóng cửa trong phòng cả tiếng đồng hồ có thể làm cái gì hả? Thì dạy dỗ con bé thôi. Dạy thế nào? Nhiễu lỗ tai hay là đánh lòng bàn tay là... hả? Đánh vào trong nữa. Chú Căng không phải loại người như vậy đâu. Chúng ta đều là đàn ông, tự hiểu đi. Có ăn mà không ăn, tội lớn lắm đó. Đừng có hạ nhục chú Căng nữa nha. Không thích thì không nói nữa. Nè đi ăn đi ăn. Đi thôi đi thôi. Sao hình của cô Nana này chụp đều là chụp nghiêng không vậy kìa? Vì chính diện không được đẹp. Nếu như nhiếp ảnh gia đó thực sự có tài thì cho dù có chụp lưng thôi cũng có thể chụp ra rất đẹp. Nè, sao anh mệt mỏi vậy? Không phải là mệt, mà tại má với dì Tư chiếm hết căn phòng của cậu Phong để đồ rồi. Tôi không chia được góc nào trong phòng đó hết. Ông thì được chia cho 3 ô gạch. Vậy thôi thì chia 1 ô cho con nha. Con cảm ơn ông chú, con yêu ông. Ý, không phải là cô Na sao? Tầm Bảo Đồ đã mời cô Na tới chụp hình quảng cáo cho công ty, nên chúng tôi lên mạng tìm trước hình ảnh để tham khảo thôi. Cô Na, có nổi tiếng vậy, Tầm Bảo Đồ mời nổi hả? Vốn dĩ cô Long nhỏ thì tìm cô Na tới quay quảng cáo cho Bách Hóa Long Quy, nhưng mà đại tiểu thư biết được, cho nên đã dành trước, kêu cô Nana đó chụp quảng cáo cho Tầm Bảo Đồ trước, bắt tất cả mọi người trong Tầm Bảo Đồ hoàn thành bản kế hoạch quảng cáo trong vòng 2 ngày đó. Đại tiểu thư đó cũng bá đạo thiệt nha. Đúng rồi, đâu có bằng má đâu. Lời trong lòng nên để trong lòng, không cần nói ra đâu. Con biết câu quả từ miệng ra hay không? Ông chú hôm cô Nana chụp hình con có thể đi coi thử có được hay không không? Kế hoạch lần này là do David phụ trách. Nếu như mà ông nói một tiếng với cổ, chắc chắn là được. Ý, con yêu ông chú nhiều lắm luôn. Cô Mạo, vậy có chuyện gì vui hả? Chú hứa dẫn Thành An tới Tầm Bảo Đồ ngắm sao. Ngắm sao? Ngắm sao gì vậy? Nana đó, nó đi ngắm yêu đó. Nana, cô tới Tầm Bảo Đồ hả? Cô phải quay quảng cáo gì vậy? Bà biết rồi. Khoai tây, cô thích nhất là cái món đó. Ý, không phải đâu ông ngoại gì mà khoai tây chứ. Mấy cô minh tinh phải giữ eo mà phải thon gọn mà, không phải là khoai tây đâu. Nói bậy bạ. Anh hai đã nói đúng rồi đó. David từng nói cô Nana rất thích ăn khoai tây, nên lần này cố tình kêu cổ về đây để quảng cáo cho loại khoai tây Nhật mà Tầm Bảo Đồ vừa làm đại lý. Thì ra ba đúng là người hâm mộ cô Na. Anh hai nếu đã như vậy, hay là mai anh cũng tới coi quảng cáo đi, được không? Cũng được. Sẵn có thể dùng điện thoại mà cậu mua giùm tôi chụp với cổ tấm hình làm kỷ niệm. Thử cái đã. Chà, chụp ra hình đẹp thiệt đó nghe. Mà thôi, để vô phòng luyện tập thêm vài lần đã. Anh hai ông ngoại. Nè, mọi người có cảm thấy hành động khi nãy của ông ngoại rất giống cây si hay không vậy? Cái mặt si tình của ba khi coi tấm hình này, nếu không biết còn tưởng là đang nhìn má nữa. Không lẽ chú Căng thích cô gái trẻ thật sao? Bác sĩ, anh thân là đại diện phát ngôn của ba tôi, anh có gì cần nói? Không lẽ giống như lời đại lực nói, được ăn không ăn là tội lớn hả? Cô Na, thứ hôm nay chúng tôi mua quảng cáo chính là loại khoai tây ít béo của Nhật. Khách hàng chủ yếu của chúng tôi chính là khách hàng nữ, nên chủ đề quay của chúng ta hôm nay chính là ăn khoai tây vui vẻ, ăn sao cũng không mập đâu. Khoai tây ít béo hả? Loại khoai tây này mới ra loại mới sao? Đúng vậy, vậy mới nhất luôn đó. Hình như loại trước kia ngon hơn nhiều.
À, chào cô Nana, à, có thể chụp chung tấm hình với chúng tôi tụi không? Tôi rất là hâm mộ cô, cho tụi tôi xin chữ ký với. Nè nè, mấy người là ai vậy? Sao có thể tự nhiên vào đây chứ? Chúng tôi là nhân viên làm ở đây. Ừ. À, tôi đã nói với cô rồi mà, cô Na không thích có người không phận sự trong khu vực chụp hình mà. Cô làm việc kiểu gì đấy? À, xin lỗi nha. Đi đi. Xin lỗi. Mình có thể bắt đầu được chưa? Được rồi. Chút nữa tôi còn phải tham gia hoạt động bắt khác. Bắt đầu được rồi. À, cô Na mời qua đây. À, bên này. À, cô Na à. Rồi cô nhìn qua đây trước, tôi chụp thử vài tấm. Tôi tới hơi trễ một chút. Sao lại ở đây vậy? Cô không biết sao? Jenny đã mời tôi về đây để chụp quảng cáo khoai tây chung với cô đó. Cô giỡn mặt với tôi hả? Cô muốn tôi chụp chung với tên khốn đó sao? Không không không, tôi cũng hề biết chuyện này từ trước. Rõ ràng là tôi đã nói chuyện với bên nhà cung ứng mà. Quảng cáo này chỉ do một mình cô Nana đóng thôi. Giờ tôi không chụp nữa. À, cô Na. Ở trường xảy ra chuyện gì vậy? Sao cô Na lại giận dữ vậy? Không lẽ cô không biết anh ta là bạn trai cũ của cô Na hả? Còn là chia tay trong ồn ào nữa đó. Ơi, như vậy rõ ràng là đuổi cô Na đi mà. Xin lỗi mà, mọi người biết tôi không coi tạp chí giải trí mà. Patrick San không nói cho tôi biết vậy. Ê, chia tay là bình thường thôi, là tự Nana nghĩ không thông đó mà. Ôi trời ơi, bây giờ Nana đi rồi chúng ta làm sao đây, chụp cái gì? Ý, sao xuống nhanh vậy, chụp xong rồi hả? À, Nana đúng. Nổi giận đi mất rồi, cô David đang đuổi theo cổ đó. Ê, sao lại vậy được, Nana làm việc chuyên nghiệp lắm mà. Chỉ có hai nguyên nhân thôi, một là cổ bị bệnh, hai là gặp tên khốn bạn trai cũ của cổ. Vậy mà anh cũng đoán trúng được, em thiệt là phục anh luôn đó. Chú Căn, cả điểm yếu của cô Nana mà chú cũng biết, chú là người hâm mộ rồi. Cũng phải, cũng phải. Em yêu à, sao rồi, ngồi đi. Hai. Cô David à, có thuyết phục được Nana không vậy? Quản lý của cổ nói Nana thà đình hợp đồng chứ không hợp tác với chúng ta đâu. Nếu như mà cổ không muốn quay thì thôi để cổ bồi thường hợp đồng đi. Cổ con gái giống gì cô hợp tác với Quy Long mà. Bây giờ là đại tiểu thư thuyết phục cổ mới chịu chụp hình cho tầm bảo đồ chúng ta, là mình đắc tội với cổ đó. Hợp đồng của cổ với Quy Long chắc chắn bị hủy rồi. Anh nghe nói là lúc trước cũng có vài công ty muốn mời Nana làm người đại diện. Lần này ông Long Lớn phải nhờ giả hết người này tới người kia mới mời được cổ về đây đó. Nếu để ông Long Lớn biết lần này mình phá hỏng hết toàn bộ kế hoạch thì mình chết chắc. Chuyện này cô Jenny bày ra thì kiếm cổ chịu trách nhiệm đi. Cổ là con dâu của ông Long Lớn, cho dù có sai cũng không phải là cổ sai đâu. Lần này phải trả lời sao với đại tiểu thư đây? Anh Hào cà phê. Buổi sáng đừng nhắn ai hết. Đại tiểu thư. Sao cả đám người tụ tập hết ở đây vậy? Mọi người không phải đang chụp quảng cáo cho cô Na sao hả? Đại tiểu thư, thật ra thì cô Na cũng... Được rồi David, chi tiết công việc của mọi người tôi không muốn nghe. Tôi nhắc cho cô nhớ nha, tôi đã bỏ rất nhiều công sức mới thuyết phục được ba tôi để cho cô Na qua chụp hình cho tầm bảo đồ mấy cô đó. Nên lần này mọi người nhất định phải làm cho ra hồn, tuyệt đối đừng làm tôi xấu mặt nha, biết chưa? Tôi biết rồi. Đại tiểu thư, cà phê nè. Ừ. Đừng ăn lâu quá, mau lên lầu làm việc đi. Dạ rõ. Để tôi gọi lại cho quản lý của cổ coi sao. Sao rồi? Không ai nghe. Chắc cô không nghe tiếng đổ chuông thôi, chút nữa gọi lại đi. Thái độ của cô Na đó chảnh chọe dữ lắm. Mình nó muốn chụp với cổ tấm hình mà cũng không cho nữa. Tôi thật sự muốn về xé hết tạp chí về cổ quá. Em ơi, hay là lên đầu làm việc đã. Cả ngày nay em chưa ăn gì rồi. Chú Căn à. Chú có tập thể dục dụng cụ hả? Tôi không, nhưng Na Na có. Chú muốn giúp tầm bảo đồ năn nỉ cổ sao? Cổ có chịu nói chuyện với mình không đi? Với mình nói chuyện riêng với cổ hình như cũng không hay cho lắm đâu. Không sao đâu, tôi là hội viên đầu tiên trong hội người hâm mộ Nana mà. Mỗi năm họ tổ chức tiệc liên quan mừng Giáng sinh tôi cũng có đi. Con vẫn khuyên chú đừng hy vọng quá nhiều. Hồi trưa chú cũng nghe thấy rồi đó, cổ đối xử với người hâm mộ tệ lắm, còn không chịu chụp hình mà. Không đâu, tôi với cổ quen thân lắm, cổ sẽ không mặc kệ tôi đâu. Tôi với Nana thân nhau lắm, cổ sẽ không mặc kệ tôi đâu. Tôi là hội viên VIP trong hội người hâm mộ cổ mà. Nana, cô ra đây đi. Nana. Buông tôi ra, buông ra. Ê, Nana kìa. Nè, thôi bỏ đi chú Căn à. Nana, hai người lập tức rời khỏi đây cho tôi. Đừng làm phiền cô Na giùm cái. Tôi quen thân với cổ lắm. Tôi thân. Chúng tôi tự đi đường. Chúng tôi tự đi đường mà. Cô David, cô tính suy nghĩ thật sao? Em à, vẫn chưa tới đường cùng. Hay là mình nghĩ coi còn cách nào không đã. Đây là thư xin lỗi tôi viết cho Nana mà. Tôi nghĩ giải thích bằng văn bản sẽ lịch sự hơn thôi mà. Anh xin lỗi em có bản sao không hả? Hay là in lại nha.
Em viết tay để thể hiện thành ý đó mà. Nhưng bây giờ viết gì cũng vô dụng rồi. Nếu không thuyết phục được Nana, chắc tôi phải viết thư từ chức thực rồi. Hai. Xin chào mọi người. Anh Hai. Tôi có mua bánh tết mà mọi người ăn đó. Chú lần trước thì có lỗi quá. Không sao đâu, chú Ca có nói với tôi rồi. Cái cô Jenny đó muốn chơi cô nên cố tình kiếm về trước tết chọc giận tôi thôi. Đâu liên quan tới cô. Vậy cô chịu chụp hình cho tụi tôi hả? Trang điểm xong hết rồi. Nana, nói cho cùng á, cô cũng có sai nha. Cô còn chưa tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện đã bỏ đi mất. Nếu người khác biết được còn tưởng cô là chảnh chọe nữa đó. Anh Hai à, anh Hai. Con biết rồi chú Ca, sau này con không vậy nữa. Có phải còn chuyện gì cô quên làm không? À đúng rồi, lần trước xin lỗi nha. Vì tôi có thói quen bồi dưỡng tình cảm trước khi chụp hình. Giờ mình chụp bù lại ha. Tỉnh ra. Mày là cô đẹp hơn trong hình á. Đúng rồi, đừng chơi nữa. Chúng ta phải quay quảng cáo rồi. Nhanh đâu đi, xin mời. Đi. Chú Căng à, mình đi chung đi. Đi. Nè, rốt cuộc chú Căng và Nana có quan hệ gì vậy? Chuyện này mọi người hỏi chú Căng sẽ tốt hơn. Tôi chỉ có thể kể, tối qua tôi thấy một chuyện vô cùng động trời thôi. Đưa hai người bọn họ ra ngoài đi. Chúng tôi đi được. Ở đây để. Nè. Chú Căng, lâu rồi không gặp. Tôi có chuyện cần nhờ cô giúp đỡ rồi. Ok, được chứ chú. Cô Na còn chưa nghe chuyện gì thì đã đồng ý với chú Căng rồi. Xem ra hai người họ không chỉ quen biết thông thường thôi đâu à. Đúng rồi, rốt cuộc họ có quan hệ gì chứ? Lần này cũng may mà có chú Căng giúp đỡ đó. Nghĩa cái gì chứ, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thì cho cô Na tốt với người hâm mộ như vậy. Chắc cổ kính lão thôi. Nè, tôi thì nghĩ chú Căng đã quen cổ từ trước rồi. Và cũng không phải là người hâm mộ cổ. Có phải con riêng của ba hay không? Cái gì mà con riêng chứ, càng nói càng lạc đề hả? Vậy ba giải thích luôn đi ba. Thật ra ba quen với Nana vào 10 năm trước rồi. Đứng lại đó, dừng chạy. Ăn cắp hả? Bỏ tôi ra. Có lộn không vậy? Ăn cắp khoai tây hả? Con trẻ như vậy đi ăn cắp rồi sao? Cô nói thật cho tôi biết đi, năm nay cô nhiêu tuổi rồi? Liên quan gì tới ông? Ông nói chứ gì, tôi chở cô tới đồn cảnh sát liền bây giờ. Thì 18. 18 tuổi. Vậy sao cô phải đi ăn cắp chứ? Không có tiền mua thì đi ăn cắp thôi. Năm nay cô 18 tuổi, còn cả con đường dài phía trước chờ cô. Vợ cô học hư, làm sao còn cơ hội làm lại? Cô có từng nghe người xưa có câu, lúc nhỏ trộm kim, khi lớn trộm tiền không? Cô từng nghe chưa vậy? Ông dài dòng quá. Cô chê tôi dài dòng. Được, bà má cô không dạy cô thì hôm nay để cho tôi dạy cô. Thật ra lúc đó bà má cổ đang làm thủ tục ly dị. Cô thấy không vui nên cố tình làm mấy chuyện xấu, mong là có thể thu hút sự chú ý của ba má dành cho cô. Nhưng mà cũng may cô chịu nghe lời, chịu nghe tôi nói. Tôi đã nói chú Căng không làm hại cô gái trẻ mà, chú ấy chỉ dạy dỗ họ thôi chú ha. Sau đó cổ trở thành ca sĩ để tỏ lòng biết ơn tôi, nên đã cho tôi một tấm thẻ hội viên danh dự. Lâu lâu còn gửi đĩa nhạc, sách tạp chí cho tôi. Hai tiệc tùng dìa cũng có mời tôi dự đó. Thật ra mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi. Mọi người nghĩ đi đâu vậy chứ? Không nói với mọi người, tôi đi cắt thêm trái cây cho mọi người ăn à. Không ngờ chú Căng và cô Na có câu chuyện như vậy. Sao trước đó không nghe chú kể? Đúng rồi đó, biết vậy tôi nói chú Căng xin chữ ký của Nana giùm tôi là được rồi. Tháng sau cổ có tổ chức bữa tiệc dành cho người hâm mộ. Tôi cũng có đi, có gì tôi xin giùm cho. Cảm ơn chứ, tôi cũng lấy. Có phải hai người còn nợ chú Căng câu gì không đi? Gì chứ? Hai người nói chú Căng kéo cô bé kia vào phòng làm cái gì hả? Nói đi. Dạy dỗ đó, đúng không? Phải rồi. Hai người còn nói thấy cô bé đó mặc áo vô rồi đi ra, còn nói bị lỗ cho chú Căng nữa. Đó là... Không phải đâu. Ý tôi hỏi sao cô bé đó lại nói như vậy thôi. Đúng rồi, sao cô lại nói vậy hả chú Căng? Con bé đó nói nó có hẹn hát karaoke với bạn, lỗ hết cả tiếng cho tôi rồi. Đám trẻ bây giờ không có chịu làm cái gì, chỉ biết chơi bời thôi. Cũng mà tôi có số điện thoại nhà nó, sau này tôi sẽ gọi điện thoại báo cho ba má của nó biết. Vậy sao chú không báo cảnh sát? Cậu báo cảnh sát nó sẽ bị ghi lại tội vi phạm pháp luật. Vậy thì cả đời của nó coi như là xong rồi đó. Coi như cho tụi trẻ một cơ hội làm lại vậy. Xin lỗi chú Căng nha. Sao vậy? Đâu có. Ăn đồ đi chú Căng. Chú Căng. Nè, làm gì vậy? Trộm, xin lỗi, cho tôi cơ hội đi. Đừng. Nè, như chú Căng nói, nếu tụi nhỏ bị ghi tội vi phạm pháp luật sẽ ảnh hưởng tới tương lai của nó. Bây giờ mình mời chú Căng ra giảng dạy nó đi. Chú Căng, mời. Quản lý,
Tên này ăn trộm đồ bị tụi tôi bắt được, báo cảnh sát đi. Cậu Căng, thật ra cậu nhóc đó cũng còn nhỏ tuổi lắm mà. Không phải chúng ta nên cảm hóa nó rồi cho nó cơ hội sao? Cho cái gì chứ? Mấy tên trộm vậy không báo cảnh sát là không có được. Ăn trộm thì ăn trộm, sao lại rạch rách túi người ta để người ta tốn tiền mua lại? Tôi ghét nhất là cái hạng người đó. Chỉ vậy thôi hả? Với lại nó cầm dao trên tay, rõ ràng có khuynh hướng bạo lực và mưu đồ tập kích người khác rồi đó. Giờ không dạy dỗ nó, sau này nó sẽ đi giết người luôn đó. Thực ra hai lời giải thích trên đều không phải là nguyên nhân thật sự. Nguyên nhân thật sự chính là tên trộm không phải là con gái. Chú Căng chỉ tha cho mấy cô gái trẻ tuổi tầm 18 đôi mươi mà thôi. Cậu nói cái gì vậy? Tôi đã nói là nó có cầm dao kia mà. Tôi tiểu lực, tôi đại lực. Rút lại lời nói, tôi xin lỗi. Hai cậu nói làm như tôi là tên dê sợm công bằng vậy. Bác sĩ, cậu là người hiểu tôi nhất, giải thích giùm tôi đi. Chú Căng à, bây giờ con mới phát hiện ra, thì ra con không hiểu chú cho lắm đâu.